nghiệp quật Trung Quốc trả giá quá đắt cho việc bành trướng, tham thì tham. Trung Quốc chặn nguồn nước thượng nguồn khiến các quốc gia lâm vào cảnh hạn hán, trong đó có Việt Nam. Giờ đây, chính thủ đoạn đó, Trung Quốc đã phải trả giá quá đắt, mưa lớn, thừa nước phải khiến xả lũ khẩn cấp, đặc biệt là đập tam hiệp có nguy cơ vỡ vì lượng nước quá lớn. Hậu quả là các thành phố Trung Quốc ngập lụt, gây ra hậu quả trì trệ kinh tế, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang lâm nguy lao dốc trung quốc là quốc gia bậc thầy trong sử dụng các mưu lược thủ đoạn để bắt thiên hạ làm con tin áp dụng triệt để binh pháp tôn tử như bách chiến bách thắng phi thiện chi thiện giả giả bất chiến nhi khuất nhân chi binh thiện chi thiện giả giả y nói đánh đầu thắng đó không được gọi là cao minh nhất không thông qua chiến tranh mà khiến kẻ địch đầu hàng mới là cảnh giới cao nhất của binh gia Ngày nay, Trung Quốc của Tập lợi dụng ưu thế của quốc gia đầu nguồn để xây dựng con đạp siêu to, siêu khổng lồ, tạo ra hạn hán nghiêm trọng cho các quốc gia ở Hạ Lưu. Đây là chiêu bài dùng nước làm công cụ để gây sức ép và khuất phục các nước. Bắt các nước Hạ Lưu phải lệ thuộc được Trung Quốc coi là thượng sách nhằm đạt được các mưu đồ chính trị. Trung Quốc sở hữu thượng nguồn của các con sông chảy xuống 18 quốc gia vùng hạ lưu và đã xây dựng 11 con đạp siêu to khổng lồ nhằm thực hiện mưu đồ là cứu tinh hay ân nhân của các nước hạ lưu. Đơn cử dòng sông Mekong dài 4.880 km, có giá trị sống còn cho vùng Đông Nam Á, năm ngoái đã chịu cảnh hạn hán lớn nhất trong hơn 100 năm qua. Ở đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra hạn hán nghiêm trọng, dẫn đến xâm nhập mặn từ vùng đất trù phú đã trở thành vùng đất chết nhiều hậu dân phải bán xứ bỏ đồng ruộng gắn bó cả đời lên thành phố làm thuê thậm chí chính phủ việt nam đã nhiều lần đàm phán kêu gọi trung quốc xả đập nhưng trung quốc làm ngơ nhưng giờ đây trời như đã có mắt đã dán tai họa xuống đầu trung quốc của tập những trận mưa lũ siêu lớn đang thách thức những con đập siêu to siêu khổng lồ những công trình cổ kính ngàn năm bị lũ cuốn trôi hàng chục triệu người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất nếu Trung Quốc không từ bỏ tham vọng bắt cả châu Á làm con tin, sớm muộn cũng sẽ bị nước nhấn chìm tham vọng bá quyền. Binh pháp tôn tử cũng chỉ còn là dị vãng. Trung Quốc cam đoan đập tam hiệp tuyệt đối an toàn, công chúng nói Bắc Kinh đang che giấu điều gì đó. Trước những lo ngại về nguy cơ vỡ đập tam hiệp, công ty điều hành dự án khổng lồ này cam đoan con đập vẫn đang hoạt động an toàn và đáng tin cậy. Báo SCMP hôm ngày 9 tháng 7 đưa tin tập đoàn tam hiệp Trung Quốc tuyên bố trên mạng xã hội WeChat rằng dự án thủy điện đạp tam hiệp trên con sông dương tử hay sông trường giang vẫn hoạt động bình thường với tất cả các số liệu đạt tiêu chuẩn như thiết kế Tuyên bố của tập đoàn quốc dân Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh công chúng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội về tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc, làm gia tăng áp lực và nguy cơ xảy ra sự cố vỡ đập Tam Hiệp. Ông Vương Duy Lạ, nhà thủy văn học người Đức gốc Hoa, nói rằng đập Tam Hiệp có sai sót về thiết kế và có thể sẽ bị sụp đổ vì các trận lũ lụt lịch sử tại Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước tuần trước công bố bức ảnh con đập nhìn từ vệ tinh, đồng thời cam đoan rằng không không hề có vấn đề gì với dự án này. Bất chấp những lời cam đoan tuyệt đối an toàn của chính quyền Trung Quốc, mối nghi ngại về đạp thăm hiệp vẫn còn đó. Ông Peter Trey August, CEO của Melbourne Mint, nhận định rằng bức ảnh đạp thăm hiệp nhìn từ vệ tinh trên Google Earth vào thời điểm ông kiểm tra có chi tiết có vẻ giả mạo, tựa như mô hình trên máy tính và không phải là hình ảnh thực tế của con đập. Ông August viết trên Twitter hôm ngày 5 tháng 7 rằng dường như Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng che giấu điều gì đó. Một người khác có tên là Malovan Smart bình luận, hôm nay tôi cũng kiểm tra, tôi cũng thấy bức ảnh giả mạo này trên Google S. Một cư dân mạng khác có tên là Tom Hess tìm thấy trên Google S hình ảnh mới đây về đạp tam hiệp dường như phỏng đoán rằng nó được cắt ghép từ bức ảnh cũ để sửa chữa các chỗ cong vênh của con đập. Trái ngược với các đường nét thẳng tắp trong bức ảnh trên, các hình ảnh trước đó cho thấy đập Tam Hiệp có những nét cong vênh do áp lực từ nước, làm dấy lên lo ngại về chất lượng của công trình này. Dù vậy, chính quyền Trung Quốc vẫn tuyên bố đập Tam Hiệp đang đàn hồi tốt. Các tuyên bố của chính quyền Trung Quốc đã bị sụt giảm uy tín nghiêm trọng, đặc biệt kể từ khi xảy ra dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19. Ban đầu, Bắc Kinh tuyên bố virus corona chủng mới không lây từ người sang người, đồng thời ngăn cản Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch bệnh ra công chúng, khiến COVID-19 nhanh chóng lan tới 213 quốc gia và hiện đã cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 người. Giới quan sát lo ngại chính quyền Trung Quốc đang lặp lại tình trạng bưng bít thông tin đối với đập Tam Hiệp, công trình tiêu tốn 203 tỷ nhân dân tệ, khoảng 32 tỷ USD, với vùng hồ chứa hơn 42 tỷ tấn nước. Nếu đập Tam Hiệp xảy ra sự cố, nó có thể ảnh hưởng tới khoảng 400 triệu sinh mạng sống tại các khu vực hạ lưu. Việt Nam ở vị trí phía nam của Trung Quốc cũng đối mặt với nguy hiểm tương tự nếu điều đó xảy ra. Dù đập Tam Hiệp chưa vỡ, nhưng các đợt xả lũ ào ạt của các con đập Trung Quốc ở thượng nguồn cũng đang đặt ra nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng ở Việt Nam. Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai hôm ngày 6 tháng 7 cho biết cơ quan chức năng đang lên kịch bản phân lũ sơ tán dân ở khu vực miền Bắc nếu Trung Quốc tăng lượng xả lũ. Khi sự hung hăng của Bắc Kinh trở thành mối đe dọa đối với châu Á, Bên cạnh tác động của đại dịch Covid-19, châu Á ngày nay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột lớn, việc Trung Quốc quyết liệt gây hấn với thế giới trở nên đáng lo ngại hơn bao giờ hết, có thể báo hiệu sự kết thúc của một thời kỳ khá ổn định và hòa bình kéo dài trong khu vực sau chiến tranh lạnh. Và năm trước, những dự đoán tương tự đã được đưa ra khi xung đột gia tăng tại Biển Đông và Nam Trung Hoa. Tuy nhiên sau đó, các tranh chấp đã không dẫn đến chiến tranh. Tới thời điểm hiện tại, những quan ngại về bất ổn trong khu vực trở nên chắc chắn hơn dựa trên diễn tiến của ba sự việc gần đây. Đầu tiên, đó là xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực Ladakh thuộc dãy Himalaya. Con số thương vong do cuộc giao tranh này đã vượt xa số lượng được ghi nhận trong các cuộc tranh chấp biên giới nổi bật của Trung Quốc trong những năm qua. Trên thực tế, việc giao tranh dưới bất kỳ hình thức nào đã xảy ra tại Himalaya đều được xem là một bước ngoặt trong mối quan hệ của Trung Quốc với Ấn Độ và phần còn lại của châu Á. Sự kiềm chế của Trung Quốc về sử dụng vũ lực đã vượt quá giới hạn. Thứ hai, Bắc Kinh đang tăng cường phô diện sức mạnh tại Biển Đông với cường độ và sự hung hăng hơn nhiều so với trước đây. Trong những năm gần đây, khả năng tác chiến của lực lượng hải quân Trung Quốc đã được nâng cao và mở rộng đáng kể ngoài ra chiến lược xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo của bắc kinh giống như lời tuyên bố thẳng thừng về sự hiện diện thực tế của trung quốc tại khắp các vùng biển tranh chấp này bắc kinh đã bác bỏ những yêu sách mà cả việt nam và philippines đã đưa ra ở biển đông cũng như lên tiếng phản đối việc biểu dương lực lượng của hoa kỳ trong khu vực cho đến nay mặc dù những động thái như vậy không dẫn đến giao tranh giống như ở biên giới trung ấn nhưng chúng ta đã làm leo thang căng thẳng đáng kể tại đông nam á Thứ ba, nhiều nhà quan sát kết luận rằng việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông là trái với luật cơ bản. Điều này cho thấy rằng ông Tập đã không còn tuân theo luật chơi mà những người tiền nhiệm của ông đã đồng thuận. Ông trở nên quyết liệt và mạnh bạo hơn họ trong việc dập tắt các mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Với luật mới, sự hiện diện của chính quyền Bắc Kinh được tăng cường ở Hồng Kông, cảnh sát được trao cho những đặc quyền trước đây không có, hàng loạt các vụ bắt bớ người biểu tình đã xảy ra việc cố gắng đưa hồng kông đi theo con đường độc tài đã nói lên rất nhiều về cách tiếp cận mới của lãnh đạo trung quốc đối với phần còn lại của thế giới đặc biệt là đài loan nhiều người đã nhận ra rằng bắc kinh đặt ưu tiên cho việc thống nhất quốc gia ở bất kể nơi nào họ tranh giành viễn cảnh leo thang xung đột giữa bắc kinh và đài bắc đã tăng lên những xu hướng này đã cho thấy nguy cơ xung đột tại châu á là điều có thể xảy ra trong nay mai sự phá vỡ nguyên trạng đang diễn ra nhưng chưa hoàn tất nhưng nó sẽ hoàn tất nếu mỹ và trung quốc leo thang xung đột quân sự trực tiếp tại biển đông tình hình cũng có thể trở nên xấu hơn nếu trung quốc đẩy mạnh giao tranh với nhật bản để quần đảo điếu ngư hay khi bắc kinh quyết liệt thi hành luật an ninh để đàn áp dân chủ ở hồng kông kết thúc quan hệ đặc biệt của đặc khu với phần còn lại của thế giới Cuối cùng, nếu Bắc Kinh mở rộng quan điểm tương tự như Hồng Kông đối với chính sách về Đài Loan, rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh tại eo biển Đài Loan. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu những điều này diễn ra nay mai khi những tín hiệu cảnh báo đang có mặt ở khắp mọi nơi. Xã Lũ Tam Hiệp, Bắc Kinh làm ngập Vũ Hán để ngăn cản cuộc điều tra COVID-19 của WHO tác giả Akshay Narang đã có một bài bình luận trên TFI Post với tựa đề Trung Quốc cố tình xả lũ làm ngập Vũ Hán để ngăn chặn cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO. Dưới đây là toàn văn bài bình luận. Không ai có thể đoán được Bắc Kinh đang mưu tính điều gì. Đầu tiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giấu dịch bệnh cục bộ tại Đại Lục, khiến nó bùng phát thành đại dịch toàn cầu. Và giờ đây, Trung Quốc có thể đang cố gắng xả lũ ngập thành phố Vũ Hán, tâm chấn ban đầu của đại dịch Covid-19, nhằm ngăn chặn Tổ chức Y tế Thế giới WHO đến thành phố này để tiến hành cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 dự kiến vào tuần tới. Trong bối cảnh nghi vấn virus này khởi phát từ Viện Virus Học Vũ Hán, một phòng thí nghiệm cấp cao đặt tại thành phố này. Vũ Hán đang chứng kiến trận lụt tồi tệ nhất từ năm 1961, có 8 người đã tử vong và thành phố này do đó đã bị phong tỏa một lần nữa. Cục khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo về mưa bão trong 31 ngày tới. Nhưng nhiều nghi vấn đang được đặt ra xoay quanh ý định thực sự của Bắc Kinh và liệu những đợt lũ tàn khốc ở miền trung Trung Quốc, bao gồm cả ở Vũ Hán, có thực sự là một thiên tai hay không. Ở trung tâm của toàn bộ cuộc tranh luận này là một con đập khổng lồ nằm cách Vũ Hán 368 km, đó là đập Tam Hiệp, nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới được xây dựng trên sông Dương Tử. Nằm ở huyện Di Lăng, làng Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc, con đập này được giới quan sát cho là nguyên nhân gây ra tình cảnh lũ lụt tàn khốc ở miền trung Trung Quốc, khiến hàng triệu người đối mặt với nguy hiểm. Theo nhận định của tờ TFI Post, các báo cáo cho thấy tình trạng lũ lụt ở Vũ Hán và các nơi khác là kết quả trực tiếp của việc Thủy Điện Tam Hiệp mở các cửa xả lũ. Tuy nhiên, Bắc Kinh tiếp tục tuyên bố rằng con đập này không có liên hệ gì với tình trạng lũ lụt hiện nay. Theo Taiwan News, người dân ở dưới hạ lưu con đập đã lên án chính quyền âm thầm xả nước ở thượng nguồn để cứu con đập khỏi bị vỡ. Họ còn có văn kiện mật được lưu hành nội bộ về việc này. Vào ngày 29 tháng 6, chính phủ Trung Quốc rốt cuộc đã thừa nhận việc họ đã thực hiện việc xả nước lũ lần đầu vào năm ngoái. Chính phủ Trung Quốc cũng nhấn mạnh rõ ràng rằng một làn sóng nước lũ mới đang tràn vào khu vực lưu vực Tam Hiệp. Chính quyền Trung Quốc nói rằng con đập đang trên bờ vực sụp đổ, tình hình này thúc bách đã mở các cửa xả lũ của con đập. Do đó, các thành phố Nghi Sương và Vũ Hán ở Hồ Bắc, vốn nằm ở hạ lưu sông Dương Tử, bên dưới đập Tam Hiệp đều đang bị nước lũ hoành hành. Các nhà hoạt động Trung Quốc lo ngại rằng việc xả nước lũ từ đập Tam Hiệp là có chủ đích. Jennifer Chen, một nhà hoạt động Trung Quốc tại Mỹ, nhận định rằng hành động xả lũ này được thực hiện có chủ đích bà sơn tin rằng chính quyền trung quốc muốn xóa sổ bằng chứng chống lại trung quốc và vai trò của nó trong đại dịch viêm phổi vũ hán